Thành ra xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán thính giả thông mến. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình truyền hình trực tuyến với chủ đề Bụi siêu mịn và mối nguy đau tim đột quỵ ung thư. Thưa quý vị, đây là series tư vấn sống xanh sống khỏe do cổng thông tin tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ thực hiện với sự đồng hành của máy lọc không khí LG phát trên hệ thống đa kênh của Alo Bác sĩ và fanpage YouTube của tập đoàn LG Việt Nam. Và kính thưa tất cả quý vị khán thính giả thân mến, LG Electronics là tập đoàn dẫn đầu công nghệ giúp cho cuộc sống của chúng ta đơn giản hơn. Và cho đến nay thì LG không ngừng nâng cao khả năng tiếp cận các dòng sản phẩm của mình và Anodo Sài Gòn là một trong số đó. Thưa quý vị, đây là không gian trải nghiệm thiết bị với khu tổ hợp gồm 5 tầng trưng bày, tập trung tất cả các dòng sản phẩm mới nhất của LG, giúp cho khách hàng, người tiêu dùng có thể tương tác thực với công nghệ hiện đại bậc nhất hiện nay. Và Anodo Sài Gòn đang tọa lạc tại số 96 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Giờ mở cửa bắt đầu từ 12 giờ đến 21 giờ các ngày trong tuần và từ 10 giờ đến 22 giờ các ngày cuối tuần và khán thính giả có thể đến trải nghiệm và trong số phát sóng ngày hôm nay nếu như quý vị đã có dịp đến đây thì quý vị có thể bình luận một chút về những cái trải nghiệm của mình ngay tại phía dưới phần comment thưa quý vị. Và kính thưa tất cả quý vị, khán thính giả thông mến, tổ chức Y tế thế giới WHO ghi nhận bụi mịn là nguyên nhân gây ra gần 4 triệu ca tử vong trên toàn cầu do bệnh tim mạch nhiễm trùng đường hô hấp, phổi mạng tính, ung thư vân vân. Một nghiên cứu gần đây cũng cho thấy rằng ô nhiễm không khí nói chung có thể làm giảm tuổi thọ trung bình 2 năm, đồng thời phơi nhiễm bụi mịn làm tăng 15% nguy cơ đột quỵ. Và tại Việt Nam, chỉ tính riêng Hà Nội là hơn 40% dân số thành phố đang phơi nhiễm với nồng độ bụi mịn PM2.5, cao gấp đôi với quy chuẩn quốc gia và cao hơn nhiều so với quy chuẩn của quốc tế thưa quý vị. Và trong khi đó thì tình hình thời tiết không khí tại thành phố Hồ Chí Minh cũng không khả quan hơn khi mà thường xuyên chìm trong sương mù bụi mịn vượt ngưỡng cho phép. Và theo số liệu điều tra của Bộ Y tế Việt Nam, sự gia tăng bụi mịn tại Hà Nội khiến mỗi năm thêm hơn 1.000 ca nhập viện do bệnh tim mạch và gần 3.000 trường hợp do bệnh hô hấp. Còn WHO cũng đã khẳng định rằng bụi mịn là kẻ giết người thầm lặng với các biến cố tiềm ẩn cho sức khỏe của chúng ta. Vậy thì làm thế nào để mà bảo vệ sức khỏe của mình luôn là một câu hỏi hàng đầu của bạn đọc khán thính giả lô bác sĩ đổ về trên mọi nền tảng của chúng tôi. Và để giải đáp thắc mắc này thì thầy thuốc ưu tú bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vĩnh Phước, nguyên là trưởng khoa tai mũi họng của bệnh viện thống nhất thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt ngày hôm nay để mà thực hiện số phát sóng thứ ba trong series tư vấn sống xanh sống khỏe. Dạ, xin được kính chào bác sĩ Phước ạ. Dạ, và thưa quý vị, ngay bây giờ không để tất cả quý vị chúng ta chờ đợi lâu hơn nữa, mời quý vị đến với phần 1 của chương trình. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những tác động bất lợi lên sức khỏe của bụi mịn và bụi siêu mịn. À, thưa bác sĩ những cảnh báo về bụi mịn liên tiếp được đưa ra trong thời gian gần đây tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội thì xin hỏi bác sĩ tại Việt Nam mùa nào tháng nào trong năm thì tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất và trong không khí thì các chất ô nhiễm nào là phổ biến nhất thưa bác sĩ thưa quý vị khán giả alo bác sĩ à, đầu tiên chúng ta phải nói uh, bụi mịn nhưng mà cũng phải nói một chút gì nó có vẻ nó lung linh một chút à, MC Thanh Đáp đã có đi Đà Lạt lần nào chưa? Dạ rồi. Có thấy sương mù không? Dạ đẹp, mờ mờ rất lấy đẹp mạng, dạ. không? Nhưng nếu mà ở thành phố Hồ Chí Minh và ở Hà Nội mà chúng ta thấy mờ mờ giống như ở Đà Lạt thì thôi rồi, không khí của chúng ta đã ô nhiễm và ô nhiễm rất nhiều. Và một trong những thứ ô nhiễm đó là bụi mịn hay là siêu mịn. Thực ra cái phân phân biệt thì nó cũng không cần phải quá đến mức độ vậy, nhưng mà chúng ta cứ lấy một cái chuẩn. À ví dụ giống như là à, khi mà bụi ở trong ở trong không khí của mình á người ta có thể tính theo mét khối của không khí nếu như mà nó vượt quá bác vẫn thích lấy cái gì nó dễ nhớ vượt quá 100 thì bắt đầu là không khí bị ô nhiễm chúng ta bắt đầu ảnh hưởng tới sức khỏe còn nếu dưới 100 thì có thể tha thứ còn nếu mà tốt nhất là trong khoảng chừng 12 20 đến 35 35 cũng là một cái số mà chúng ta cho rằng nó cũng còn an toàn. ha? Yeah. Đó, thì trên 100 nhớ rằng trên 100 bắt đầu là ảnh hưởng tới nhiều nhiều đối tượng yeah. khác nhau. Người lớn và cả trẻ em. Dạ. Yeah. Thưa bác sĩ, Phước, kết quả quan trắc thì ghi nhận bụi mịn PM thường xuyên cao vượt ngưỡng cho phép. Thì xin phép nhờ bác sĩ có thể giải thích cụ thể hơn là kích thước của các loại bụi mịn ra sao? Bụi mịn và bụi siêu mịn thì liệu rằng nó khác nhau như thế nào thưa bác sĩ? thật ra bụi mịn với bụi siêu mịn chẳng qua là người ta lấy cái cái kích thước của nó để mà người ta đưa ra thì um, cho dễ hiểu là như vậy nè mình có cái 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 thước đo theo hệ mét theo hệ mét thì trong đó cái đơn vị mà người ta tính đó thì ở cái đường kính của hạt bụi chúng ta cứ tưởng tượng như vậy nha 2.5 pm tức là particulate uh, master thì người ta tính ra là 2.5 nghĩa là 2.5 micromet đúng không nó tương đương với 1 phần 30 nếu mà lấy cái sợi tóc trung bình của NC uh, thanh ráp thì cái đó trẻ cái sợi tóc ra theo cái đường kính cắt như vậy nè trẻ cái sợi tóc ra 30 phần thì nó chỉ là một phần đó rồi nó sẽ tiến lên cái nữa là nếu mà bụi mịn nó là một không Tức là cái kia là 2.5 thì 1.0 pm em thì như vậy là trẻ là thành 50 đó rồi nó còn xuống nữa 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 thì đó là siêu mình đó là 0.3 nè rồi không uh, chấm mấy trong 0.1 nữa đó thì nó là nhỏ nữa của micromé hả yeah. thì nó lúc đó nó và người ta thấy rằng là 2.5 là nó có khả năng vượt qua được cái hàng rào của phổi của mình để thấm vào cơ thể thì là bắt đầu những cái hạt đó bắt đầu là nó gây gây nên cái ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta à, thưa bác sĩ chúng ta cũng biết là ô nhiễm bụi mịn nó có thể tồn tại cả ngoài đường và trong nhà vậy thì cái vấn đề ô nhiễm các loại này nó giữa trong nhà và ngoài trời nó có khác nhau hay không và có nhiều người họ cũng thắc mắc đó là vào nhà rồi tại sao vẫn bị ô nhiễm vậy thì ô nhiễm bụi mịn này trong nhà nó sẽ xuất phát từ đâu thưa bác sĩ phước à, thưa mc tháp và thưa quý vị như chúng ta đã nói lúc đầu cái bụi mịn nghĩa là nó rất nhỏ cộng tóc trẻ ra làm tới ba chục và có loại bụi cộng tóc trẻ ra tình đến năm chục thì em suy nghĩ rằng nó có len được vô không len được chứ với không khí với những cái gió này kia nó sẽ đẩy len qua tất cả các cách để vào trong nhà của chúng ta ừ. không thì làm sao mà chúng ta tránh được do vậy chúng ta phải có giải pháp khác Dạ, và rõ ràng như là bác sĩ chia sẻ rằng bụi mịn nó rất là nhỏ Một cái cộng tóc như chút xíu đã, đã cộng tóc đã khó thấy rồi Mà trẻ đã 30-40 lần thì cái kích thước nó rất là nhỏ và chúng ta không thể nào thấy Nhưng mà bụi mịn thì gây ảnh hưởng cho sức khỏe của chúng ta Như thế nào khi mà chúng ta tiếp xúc nó dài hạn và ngắn hạn Thưa bác sĩ và kích thước bụi mịn nó khác nhau Thì liệu rằng nó có thể đưa đến những cái nguy cơ và tác hại khác nhau như thế nào Và những nhóm người nào chịu tác động nhiều nhất trước bụi mịn như vậy thưa bác sĩ à, chúng ta phải biết trước tiên bản chất của cái bụi mịn thường thường nó là cái khí nitơ ở trong đó là nhiều cái nitơ là nhiều và ngoài ra trong cái bụi của chúng ta nó sẽ có cái gì chúng ta thấy không khói nhà máy nè à, khói xe chúng ta nè rồi khói của chúng ta đào ở đường lên nè rồi tất cả những cái chất quá chất những cái chất mà trong các nhà máy cơ khí nhà máy quá chất nó tuôn ra như vậy, nếu mà không xử lý được tốt và chắc chắn không thể nào xử lý được hết nổi. Càng ở một cái thành phố công nghiệp thì chúng ta càng dễ bị cái này nhiều. Đó, và nó trộn lẫn với nhau để đưa ra ngoài. Thành ra mình thấy là, là là ở trên đường của mình nó sẽ có những lúc chúng ta chịu không nổi luôn, nhất là những lúc mà chúng ta bị kẹt xe. Dạ. Yeah. Rõ ràng những cái vấn đề đơn thuần chúng ta nghĩ ra đường chúng ta tiếp xúc với khói bụi thì cái phần tai mũi họng của chúng ta là phần tiếp xúc hàng ngày thì khi mà chúng ta mắc cái bệnh lý về tai mũi họng khi tiếp xúc lâu dài là vấn đề dễ hiểu nhưng mà Thanh Ráp cũng đọc được rất là nhiều thông tin đó chính là uh, tác nhân bụi mịn là một cái tác nhân rất lớn để mà thổi bùng lên cái nguy cơ về tim mạch đột quỵ và cả ung thư những cái bệnh lý rất là thời đại ngày nay và mọi người đều lo lắng và thì cái nguy cơ này gia tăng trên những nhóm cái người nào và cái cơ chế nào khiến bụi mịn nó có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe đặc biệt là gây ra những cái căn bệnh nặng nề và xấu như vậy thưa bác sĩ như bác đã nói ở trong cái bụi đó nó sẽ có những cái chất và nó rất nhỏ à, để mình dễ hiểu thì chúng ta thấy trước tiên bụi vô thì ngay tai mũi họng là dính rồi. Dạ, đúng rồi nhưng mà đâu phải tai mũi họng là xong đâu vô tiếp vô trong phổi tới phổi cũng chưa hết vì nó quá nhỏ nó có thể xuyên qua hàng rào của phế nang để đi vào sâu trong cơ thể và chính những cái hóa chất đó nó mới ảnh hưởng tới những cái nhóm ví dụ có thể làm cho tim mạch nè dạ. không nó có thể làm cho thận nè có thể làm gây rất là nhiều cái hệ lụy khác nhau của đường hô hấp trên, đường hô hấp dưới và toàn cơ thể. Càng tích tụ lâu dài thì càng dễ xảy ra nhiều bệnh lý khác nhau của cơ thể. Dạ yeah một cái vấn đề là ô nhiễm bụi mịn này không chỉ là chúng ta ra ngoài đường đi làm chạy xe máy tiếp xúc với bụi mà ngay cả trong nhà hoặc là ngay cả cái khuôn viên mà thanh ráp và bếp phước ngồi ít nhiều nó cũng có bụi mịn trong đây và như bác sĩ đề cập là nó tác động rất là lớn đối với sức khỏe của chúng ta không chỉ cái vùng tai mũi họng mà còn những cái bệnh lý rất là nguy hiểm và tiềm ẩn như là đột quỵ ung thư rồi tim mạch vậy thì chúng ta sẽ bảo vệ sức khỏe trước ô nhiễm không khí và bụi mịn như thế nào thì mời quý vị cùng đến với phần 2 của chúng tôi đó chính là chủ động bảo vệ sức khỏe trước ô nhiễm không khí bụi mịn Thưa bác sĩ tại Việt Nam thì chúng chúng ta có thể theo dõi tình trạng bụi mịn bằng những cách nào và đặc biệt là những cái môi trường như nhà ở nè, những cái nơi kín hoặc đặc biệt là cái văn phòng như hiện nay thì chúng ta có những cách nào để theo dõi thưa bác sĩ? Thật ra mà nói á, thì mỗi địa phương dạ. của chúng ta sẽ có một cái hệ thống quan trắc dạ. của nhà nước người ta sẽ theo dõi và chúng ta có thể biết được. Ngoài ra thì chúng ta đơn giản nhất thì chúng ta giống như bác nói lúc đầu vậy chúng ta thấy không khí mờ mờ ảo ảo là bắt đầu có và đặc biệt đơn giản khi chúng ta đi ngoài đường mà chúng ta thấy khói xe mù mịt và chúng ta cảm giác khó chịu khó thở thì lúc đó là cái lúc mà bụi nó gia tăng và đồng thời thì như ba đã nói ở một cái thành phố như thế này thì chắc chắn không thể nào không có được và đặc biệt chúng ta phải biết nó rơi vào thời gian nào trong một ngày cái đó mới là cái không thể nào chúng ta cứ mở quan trắc hoài cũng kẹt thấy không? Cho vậy chủ động tìm những cái biện pháp khác để mà làm sạch không khí, đặc biệt là khi không khí chúng ta ở trong nhà, còn khi ra ngoài đường thì chúng ta sẽ có những cách khác không phải quá phức tạp, đơn giản thôi. Không biết MC Thanh Đáp có nắm được cái điều đó không? Dạ. Yeah, mà cái vấn đề mà khi mà chúng ta đã biết rồi thì một cái vấn đề quan tâm nữa là trong một cái bối cảnh môi trường của chúng ta ô nhiễm như thế này, bụi mịn cũng gia tăng kể cả vào nhà của mình rồi vẫn có bụi mịn tồn tại. Vậy thì chúng ta có thể chủ động làm những gì để bảo vệ sức khỏe của bản thân thưa bác sĩ? Bây giờ trước tiên chúng ta nói ngoài đường nha. Dạ. Yeah. Nếu mà chúng ta đi ngoài đường thì có lẽ cái đơn giản nhất mà ai cũng nhắc mọi người hết là đội nón nè. Rồi cái gì nữa? Trang. đúng rồi đeo khẩu trang nhưng mà thực tế mà nói một số loại khẩu trang thì nó không đạt chất lượng dạ. nhưng mà bây giờ xung quanh chúng ta thì khẩu trang thì vẫn là một cái là chúng ta cần có ít nhiều gì nó cũng đỡ được phần nào còn nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta có thể sử dụng những loại khẩu trang mà đặc chủng của nó ví dụ n95 Đấy không đó là những cái mà chúng ta có thể trang bị được dĩ nhiên nó là có giá thành nó hơi cao dạ. Còn nếu kẹt quá không được thì chúng ta có thể mang khẩu trang y tế nó cũng giảm được chừng mực nào đó nhất định. Còn nếu như vào nhà thì lại là đơn giản. Chúng ta có thể trang bị những cái máy để lọc không khí, làm cho không khí sạch hơn. Đó. Và nhớ khi chúng ta đã chọn máy thì chúng ta phải làm sao? Máy nó có thể làm sạch được tối đa không khí của chúng ta. Nghĩa là nó có thể giảm cái bụi mịn xuống ít nhất là phải dưới được 100 micro trên một mét khối. Dạ, vậy thì chúng ta cần phải vệ sinh tai mũi họng như thế nào sau khi tiếp xúc với nhiều tác nhân gây bệnh từ virus, vi khuẩn cho đến ô nhiễm không khí và bụi mịn sau khi ngoài đường trở về nhà và các nguyên tắc và lưu ý cần nhớ khi chúng ta vệ sinh cái vùng tai mũi họng này là gì thưa bác sĩ? Cái này thì đối với tai mũi họng người ta cũng hay nhắc nhở. À, chúng ta thấy rằng chúng ta đi dơ rồi hay là chúng ta làm cái việc gì xong chúng ta rửa tay đúng không yeah. nhưng mà có khi nào mc thanh đáp rửa mũi của mình chưa xúc họng của mình chưa yeah. không nếu nếu chưa thì bắt đầu từ hôm nay yeah. không thì chịu khó về dùng hát yeah. không đối với họng chúng ta có thể là chúng ta dùng nước muối sinh lý tức là chín yeah. phần ngàn chúng ta ngửa cổ khò khò nhưng mà nhớ lâu lâu thè lưỡi ra một chút để cho nó ngấm sâu vào các hốc Thấy không rồi chúng ta nhổ đi một ngày đối xúc động chúng ta có thể làm vài lần riêng cái mũi cái mũi người ta cũng có một cái cách là người ta từ thời xa xưa từ thời vệ đà là, là ông tổ Ngành ni người ta đã có một cái là người ta cho một cái bình giống như cái ấm trà vậy đổ nước từ mũi này qua nước bên kia ngược lại đổ từ bên kia qua này để chúng ta rửa thì bây giờ nó có những cái dụng cụ mới bây giờ người ta bơm chảy từ này Hôm kia uh, có thể em si thanh đáp tìm hiểu trên mạng có bác không không nói đây dài để mất thời gian ừ. rồi ngoài ra người ta có những cái cái chất uh, búi sinh lý xịt xịt cho mũi rồi mình hỉ nhẹ ra một cái để mình làm cho vệ sinh mũi thì lúc đó cái niêm mạc mũi mình nó sẽ hoạt động tốt và những cái chất bẩn thì mũi mình nó cũng hay gần như là một cái bộ lọc sao cái là mấy cái lông mũi nhớ đừng cái nhổ đi nha để dành không thể khi bụi nó ra hạt bụi lớn nó dính vào lỗ mũi rồi hạt bụi nhỏ nó sẽ bám vào cái niêm mạc mũi rồi chúng ta sẽ hoặc là chúng ta khẹt bỏ đi hoặc là chúng ta nuốt vào dạ dày đó là cái cơ chế của mũi còn nếu như nó quá nhiều đến vượt cái mức độ mà mũi không được nữa thì chúng ta phải rửa còn nếu vượt ra nữa thì thôi chúng ta phải sử dụng một số các biện pháp là sử dụng một số loại máy để chúng ta làm vệ sinh không khí nhất là khi chúng ta ở nhà nhất là khi có trẻ con và đặc biệt là đối với những người lớn tuổi bố dạ. mẹ của mình, ừ. Rõ ràng là về cái vấn đề mà bị ô nhiễm không khí bụi mịn ở ngoài đường thì mình không thể nào mà tác động được, thì ít nhiều mình phải chịu. thì sau đó mình về mình vệ sinh như bác sĩ vừa chia sẻ hoặc là mình phải trang bị cho mình những cái khẩu trang để nó hơi kín kín một chút để mà bảo vệ sức khỏe khi mà chúng ta ra ngoài đường. Còn cái vấn đề mà xuất hiện cái tình trạng ô nhiễm không khí và kể cả bụi mịn trong nhà, thì cái nhà của chúng ta là nơi chúng ta ở mỗi ngày nè, có mình có con có gia đình của mình mỗi ngày trong đó thì cái vấn đề chúng ta cần phải làm gì để mà giữ cho cái môi trường nhà ở chúng ta luôn thông thoáng hạn chế cái nguy cơ xuất hiện bụi mịn và chúng ta cần phải làm gì vệ sinh nhà ở vật dụng những cái vật dụng trong nhà này chúng ta vệ sinh như thế nào là đúng cách thưa bác sĩ thực tế mà nói á, bụi mịn nó hay lơ lửng ở trong không khí và dĩ nhiên lơ lửng đến lúc nào đó thì nó cũng có thể nó đáp xuống thì thường thường là các mặt bằng yeah. theo thì bây giờ chúng ta cũng có nhiều cách uh, kinh tế khá một chút nếu mà kinh tế mình yếu một chút thì thôi chịu khó lao yeah. Thấy không rồi cửa chúng ta kiểm lại coi có kính không dạ. hay là nó hở nhiều quá rồi nếu như chúng ta khá hơn chút xíu thì mình có thể sử dụng một số cái loại máy hút bụi phải dạ. không và uh, đặc biệt một cái nữa thì giống như bác cũng nói nếu hút bụi nó không đáp ứng thì chúng ta phải có thể sử dụng những loại máy để chúng ta làm vệ sinh không khí nghĩa là chúng ta hút được những loại bụi mịn hoặc là rất mịn Dạ, và trong thời đại bây giờ thì kinh tế mọi thứ nó cũng lên, không có còn khó khăn như trước đây thì chúng ta có xu hướng là mình phải tìm kiếm những cái loại sản phẩm nào mà hỗ trợ tốt nhất cho sức khỏe của mình thì trong đó thành ra và kể cả gia đình em thì cũng mua máy hút bụi nè, máy hút ẩm rồi máy lọc không khí trong nhà vậy thì một cái vấn đề mà nhiều người đặt ra và đặt câu hỏi nữa là chúng ta lựa chọn máy lọc không khí để mà lọc được các loại bụi mịn mà nó phổ biến trong môi trường hiện nay thì cần phải chú ý đến những cái thông số nào thưa bác sĩ Phước? Nó có rất nhiều thứ ví dụ như màng lọc là một nè rồi nó có lọc bằng những cái chất khử mùi nữa hay không nữa đó cái đó rất là quan trọng thấy không rồi sau đó thì nó mới qua những cái bộ phận chính của nó để nó hút ra ngoài ra không khí đi vào thì của mình là sẽ bụi nhiều không khí đi ra sẽ một là khử được mùi hai là nó có thể một chừng bực nào đó nha nó có thể khử được một số lại vi trùng luôn không nấm luôn không và đặc biệt là giữ lại các hạt bụi miệng hoặc là đất miệng để đi ra đó là một số tiêu chuẩn và nhớ rằng luôn luôn phải kèm theo điện có tốn không mấy có ồn không nữa Dạ, đó là những cái tiêu chuẩn mà chúng ta cần phải lựa chọn khi mà uh, muốn sở hữu cho gia đình mình một cái máy lọc không khí. Ngoài ra thì bụi mịn nó còn mang theo một lượng lớn vi khuẩn gây hại, nấm và virus tấn công và gây bệnh trên người như bác sĩ cũng vừa đề cập rồi thì xin hỏi bác sĩ, máy lọc không khí liệu rằng nó có lọc được những cái mầm bệnh và chúng ta nên lựa chọn những cái máy có chức năng ra sao để mà ít nhiều nó có sẽ lọc được những cái mầm bệnh, những tác nhân như là nấm mốc, vi khuẩn, virus trong nhà thưa bác sĩ. Tuy nhiên có một số chỉ đơn giản là màng lọc tức là bỏ đi những cái 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 cái, cái yếu yếu tố mà coi như hạt này kia thôi còn có một số cái thì người ta tách luôn làm mất đi cái mùi nữa và có một số màng lọc thì nó khử được không cả vi khuẩn vi nấm và một chân mực nào đó một số loại vi trùng đó thì nếu vậy mình phải phải kiểm coi coi cái máy đó màn lọc nó là bao nhiêu loại thấy không thì lúc đó mình mới đánh giá được là là cái máy đó đạt được cái chuẩn nào thấy không thì cái đó về vấn đề kỹ thuật chúng ta phải đọc catalog để xem coi người ta có đủ những cái màn lọc đó hay không ít thì thôi đơn giản khá chút cả mùi khá chút cả virus vi nấm ngoài ra chúng ta cũng nhớ nói gì thì nói khi mà chúng ta chọn những máy luôn luôn chúng ta phải dính tới những nhà sản xuất có uy tín trên thị trường chứ không phải đụng cái máy nào hãy thấy rẻ là chúng ta mua hãy thấy người ta quảng cáo là có đủ bao nhiêu cái màn lọc là chúng ta mua không phải là ngày mà chúng ta phải của những nhà sản xuất có uy tín thì lúc đó người ta mới đáp ứng đầy đủ những cái mà tiêu chí chúng ta đã đưa ra Dạ yeah xin trân trọng cảm ơn bác sĩ phước vừa rồi thì bác sĩ cũng đề cập đến vấn đề là khi mà chúng ta lựa chọn bất kỳ cái sản phẩm nào thì cũng phải quan tâm đến nhà sản xuất uy tín để mà có những cái chất lượng rất là tốt và đối với riêng bản thân gia đình nhà em thì em hay sử dụng những cái thiết bị điện tử từ lg và cái này là bác đoán nó là một cái gì Hôm nay cái này của em thiết kế cái bàn này đẹp đấy. Ừ dạ. À, bật mí với bác là ở nhà em cũng đang sở hữu nên là máy lọc không khí của LG. Nó giống một cái bàn chúng ta hoàn toàn có thể là một cái bàn ngủ nè. Ở phía dưới đây khi mà chúng ta để trong phòng ngủ thì nó có kể cả là đèn ngủ và một cái công dụng em nghĩ rất là hay đó chính là nó có thể tích hợp sạc điện thoại không dây trên đây. Đấy, là cái trong phòng mình làm việc và kể cả khi mà thoát show ngày hôm nay mà điện thoại bác hết pin thì bác hoàn toàn có thể để lên và nó sạc không cần phải tốn dây nhợ gì hết. Đó là một trong những cái lợi điểm mà em nghĩ là LG tích hợp được rất là thông minh. khi mà chúng ta có thể kết hợp được nhiều thứ trong cùng một sản phẩm của họ và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay là chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp trên đa nền tảng qua lô bác sĩ và cũng như là YouTube và fanpage của tập đoàn LG thì có được rất là nhiều sự quan tâm của tất cả quý vị thì một lần nữa thành đáp của xin trân trọng cảm ơn tất cả các bạn đã lựa chọn và theo dõi chương trình của chúng tôi trong số phát sóng ngày hôm nay thì cũng có một số câu hỏi của bài đọc gửi về thì xin phép nhà bác sĩ Phước có thể giải đáp cho tất cả các bạn. Dạ, câu hỏi đầu tiên thì xin phép nhờ bác sĩ tư vấn giúp em loại khẩu trang nào có thể cản được bụi mịn PM2.5 và cả bụi siêu mịn là PM1.0. Em dù khẩu trang y tế bên trong, bên ngoài đeo thêm khẩu trang vải thì liệu rằng có ngăn chặn được hết các mầm bệnh này hay không thưa bác sĩ? Câu hỏi này khó, phải nói là khó. À, thực tế ra là như vậy, ở trên thị trường thông dụng của mình thì ngoài cái khẩu trang y tế là cái khẩu trang mà chúng ta hay mang màu xanh xanh hoặc là màu trắng có cộng dây đây thì có lẽ đó là một trong những cái khẩu trang mà chúng ta dễ tìm kiếm nhất nó cũng có được ba cái màng lọc là màng phía trước để là tránh những cái giọt bắn nước à, màng phía trong là cái hút ẩm và màng phía chính giữa để để lọc đó là nó có ba cái vậy à, đó là cái khẩu trang mà chúng ta có thể tìm thì nếu như trong điều kiện thông thường thì thôi chúng ta có thể sử dụng cái khẩu trang đó à, nếu như chúng ta thấy mà cái môi trường nó quá tệ đi không giống như là bác hay nói là chúng ta thấy thành phố của mình hôm nay có vẻ có sương mù hay không ừ. thì thôi chúng ta chịu khó mang cái khẩu trang n 95 ngoài ra nó còn có những cái loại khẩu trang đặc biệt nữa thôi tìm kiếm cũng hơi khó tốt nhất thôi chúng ta sử dụng cái khẩu trang n 95 Chừng mực nào đó chúng ta cũng loại bớt được khoảng bảy tám phần trăm những cái đó thì cơ thể còn lại cơ thể tự xử lý đấy những cái mà nó dư thừa ra kia Dạ, à, xin được trân trọng cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của bác sĩ Phước gửi cho bạn khán giả Kế đến là một câu hỏi của bạn đọc này rất là hay Thường thường thì người ta thích mình nhà mặt phố để mà thuận tiện Nhưng mà bạn đọc lại đặt câu hỏi như sau Đó chính là nhà của em thì nghe mặt đường luôn, bụi bậm suốt Mặc dù em và mẹ có lau dọn thường xuyên nhưng mà đâu lại vào đó bụi vẫn hoàng bụi Và với điều kiện môi trường như vậy thì em nên lựa chọn loại máy lọc không khí nào Và loại nào thì lọc được công suất lớn cho cả ngôi nhà của em Vì nếu không thì phải mua mỗi phòng một máy thì nó quá tốn kém thương. Bác sĩ. À, thực tế á, trên thị trường nó có những cái loại máy lọc bụi công nghiệp yeah. người ta có thể được một lượng không khí rất lớn nhưng mà quy chuẩn của máy bao giờ nó cũng tính là cái khối lượng không à, tức là cái thể tích của cái phòng mà mình định lọc à, do vậy mình phải tính là nếu như chúng ta uh, chỉ cần một cái loại máy lọc cho nhiều phòng thì cái máy đó phải là cái máy có khả năng di động được yeah. nhẹ được để chúng ta có thể di chuyển được nhiều phòng không à, nếu như chúng ta ở mặt đường được cái lợi này à. tiện lợi chúng ta đi ra đi vô thì nó dĩ nhiên nó sẽ có bất lợi là tiếng ồn dạ. tiếng ồn bây giờ cũng là một trong những cái ô nhiễm à, ví dụ như lỗ tai mình mình nghe riết rồi mình sẽ bị giảm thính lực nhưng mà cái cái mà ngay ở mặt đường đó là tại vì xe cộ người ta đi ngang qua do vậy nó cuốn bụi lên thì có lẽ nhà của bạn nếu như tốt á, thì chúng ta làm như ở Đà Lạt hai lớp cửa không thì chúng ta giảm bớt được âm thanh, giảm bớt được lượng bụi nhưng mà dĩ nhiên chỉ giảm thôi chứ không thể nào hết hoàn toàn đâu. Nhất là chúng ta được cái này thì mất cái khác. Thì thôi các bạn phải chọn là được cái này mất cái khác nhưng mà phải cố gắng bổ sung thêm cái để mà chúng ta giải quyết được cái cái bụi khi mà xe cộ nó đi qua, không thể nào các bạn nhớ, không thể nào chúng ta loại trừ được hoàn toàn bụi hết khi mà ở trong cái môi trường thông thường và chúng ta đang sống Dạ, yeah, một cái câu tư vấn, một câu trả lời rất hay dành cho bạn đọc khi mà chúng ta đặt câu hỏi về thì bác sĩ Phước cũng đã trả lời câu hỏi của bạn và riêng cái quan điểm cá nhân của Thanh Ráp thôi đó là không cần chúng ta nhất thiết là phải mua ví dụ nhà có 5 phòng thì mấy năm cái máy lọc không khí gì nó là bất khả quan quá nó cũng tốn kém nữa nhưng mà hiện nay thì các nhà sản xuất họ đều có cái tính di động thì mình có thể di chuyển có cái bánh xe kéo rồi từ phòng này qua mình hút phòng này xong thì mình hút phòng khác hoặc là mình ở nơi nào nhiều hơn thì mình hút nơi đó nó sẽ tiết kiệm nhiều hơn đó là cái quan điểm cá nhân của Thanh Ráp thôi nhưng mà nếu như có điều kiện thì mọi người cũng có thể mua năm phòng năm cái cũng được đúng, cái đúng. nó thuận tiện và dạ. Dạ. tiếp đến là một câu hỏi nữa nhưng đó mà chính chắc là chắc là bác bác nghĩ là tham đá mua một cái thôi, cái dạ, dùng năm phòng đúng không? Dạ, với cả ở một mình thì mua một cái thôi. Dạ, à, tiếp đến cũng là một câu hỏi là về vấn đề dùng máy lọc không khí thì bạn này hỏi như sau: dùng máy lọc không khí trong nhà thì bật suốt từ ngày này qua tháng nọ hay là khi nào mình sắp về thì mình bật cho không khí thông suốt trong lành và nếu như vậy thì nên bật bao lâu trước khi mình về và bật đến khi nào? để đảm bảo không khí được làm sạch nhất thưa bác sĩ. Các bạn à, nhớ giùm bác là vậy luôn luôn chúng ta phải lựa chọn cái nhà sản xuất có uy tín để mà khi người ta thông báo cho mình à, các tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ dựa vào các tiêu chuẩn đó để mà chúng ta xử lý máy. Nhưng mà chúng ta phải nhớ trong ngày nó sẽ có những lúc mà bụi nó sẽ nhiều. Đặc biệt ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh thì bụi nó sẽ rơi vào lúc 6, 6 7 giờ sáng, đấy không? và cái giờ đó chúng ta tưởng là nó sạch nhưng mà giờ đó lại bụi nhiều và cái lúc mà nó thay đổi không khí ở buổi chiều một chút, không? từ từ nắng chuyển sang mát một cái nó sẽ dễ cuốn bụi hơn. Đó là những thời điểm đó. Thật ra nhớ cái này luôn, sẵn nói thì nói luôn. tức là nếu chúng ta có tập thể dục nhớ đối thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội có lẽ cũng gần gần như thế trước 6 giờ sáng sau đó chúng ta có thể tập từ 5 giờ đến 6 giờ thể dục thôi rồi thôi, thôi sau đó chúng ta về thay đồ chuẩn bị đi làm nếu như mà không khí chúng ta không có ở trong nhà thì chúng ta không tội gì chúng ta phải bật máy chi cho nó tốn điện nhưng chúng ta trước khi về thì chúng ta nên nên bật trước nếu như mà có người nhà thì nó gọi phone về phòng nào chúng ta bật phòng đó trước độ khoảng chừng 30 phút hoặc là một giờ để cho làm cái phòng mình chuẩn bị mình về mình làm cái gì đó thì nó không khí sạch sẽ hơn chút dạ ý em xin thưa thấy có được không cũng là một bài toán kinh tế bởi vì nhiều người nghĩ rằng khi mà mình không có ở nhà thì mình mở hoài thì nó cũng tốn kém tiền điện rồi xong hiệu suất máy cũng không tốt nhưng bác sĩ vừa chia sẻ là chúng ta nên mở trước nhưng mà nếu trường hợp có người ở nhà thì người ta mở còn mình ở một mình thì ai mở giùm mình thì đó là một câu trả lời rất là hay bởi vì ở nhà em cũng có một cái máy này thì em kết nối một cái ứng dụng ThinQ riêng của LG các dòng sản phẩm thì mình có thể điều khiển từ xa thông qua một cái smartphone rồi trước khi thường thường em trước khi từ cơ quan về thì em thường mở trước một tiếng cho nó lọc không khí rồi khi mình về nhà thì mình toàn hưởng được một cái không khí trong lành của mình thì đó là một một bài toán rất là hay ngay trong thời điểm nếu như chúng ta ở một mình thì ai sẽ là người bật và câu hỏi tiếp theo đó chính là bác sĩ ơi nhà của em dùng máy lọc không khí của LG, công suất lớn nên dùng được cho cả nhà. Nhưng em có một thắc mắc là nếu dùng máy lọc không khí rồi thì có cần phải hút bụi nữa hay không? Nhà của em thì vẫn lau dọn thường xuyên bằng chuỗi nhựa, chưa có dùng đến máy hút bụi bao giờ. À, thưa các bạn, với thời đại công nghệ này, MC Thanh thành đáp có nghĩ là mình cần phải có máy hút bụi không? Ngay cả chúng ta thấy những mấy cái máy vi tính của chúng ta nhỏ 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 này nè, bàn phím này kia chúng ta còn có cái đồ hút bụi không lý gì chúng ta không hút bụi tại vì chúng ta giải quyết được bằng máy hút bụi thì cái máy mà làm lọc sạch không khí của chúng ta nó sẽ đỡ phải thay cái màn, đỡ phải làm vệ sinh cái màn hơn là chúng ta không sử dụng thêm cái máy bụi kia. Đúng yeah, không Rõ ràng là như vậy. Và cái câu trả lời trước thì bác sĩ có đề cập đến cái vấn đề tập thể dục thì Vừa nãy thì cũng có một bạn bình luận y hệt cái ý của bác luôn Đó chính là ông bà của em vẫn rất là thích đi bộ cùng hội chiến hữu của mình mỗi sáng Nhưng mà không khí thì cứ liên tục cảnh báo ô nhiễm, bụi mịn Nên là gia đình của em rất là lo lắng cho sức khỏe của ông bà Nhờ bác sĩ tư vấn giúp em là tập thể dục ngoài trời Trong không khí như hiện nay thì cần chú ý những gì? Thời gian nào trong ngày là giảm bụi mịn để có thể đi tập cùng bạn bè? Xin cảm ơn bác sĩ à, Thưa Jay thành Đáp và xưa quý vị Câu hỏi rất là khó Tại vì chúng ta cứ tưởng tượng là ai cũng thích vào tập thể dục vào cái buổi sáng hay không? Rồi tập thể dục vào cái buổi chiều hay không? Nhưng mà thực ra đôi khi chúng ta cũng phải hiểu một chút xíu là cái giờ mà vào 6 giờ trở đi bắt đầu bụi nó lên trở lại và cái giờ buổi chiều hay không thay đổi từ cái lúc có nắng đến lúc hết nắng nó nó cũng là sẽ có bụi và nó giảm dần vào sẩm sẩm tối thì nếu như chọn mà tập thể dục thì chúng ta nên chọn vào 5 giờ đến 6 giờ thôi và sau đó chúng ta đi về đó là cái theo theo tôi thì vẫn là cái giải pháp đó là hay không à, còn cái nữa chúng ta đi ra đã đi vào buổi sáng thì chúng ta phải nhớ một cái điều gì đối với người lớn tuổi lạnh là một yếu ừ. tố rất nguy hiểm chúng ta nhớ bước từ trong nhà đi ra ngoài chúng ta phải làm sao để mà đừng có bị choáng bởi cái không khí lạnh làm cho cái áp của mình nó thay đổi chúng ta có thể bị đột quỵ khi mà chúng ta thay đổi cái 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 cái, cái nhiệt độ thấy không thành ra ra tới ngoài chúng ta cũng phải giữ ấm và nếu được thấy không thì có vẻ như để mà va chạm với môi trường bên ngoài có lẽ cũng nên có một cái khẩu trang nhỏ nhỏ hay không mỏng mỏng một chút có thể nó cũng chừng mực nào nó làm cho cái không khí vô trong của mình nó không quá lạnh và nó giảm một phần nào đó bụi bặm Vẫn nào một yếu tố tôi nghĩ là cần thiết Yeah. thành ra xin được thay mặt cho bạn khán giả xin trân trọng cảm ơn những thông tin tư vấn của bác sĩ gửi đến bạn. À, xin được trân trọng cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi phiên livestream trực tuyến ngày hôm nay của chúng tôi và trên các nền tảng của lô bác sĩ và kể cả fanpage và youtube của tập đoàn LG Việt Nam thì thành đáp nhận được rất là nhiều câu hỏi của quý vị gửi về chương trình và có một số câu cuối cùng về cái cách vận hành quy trình chúng ta sử dụng máy lọc không khí ra sao rồi chúng ta vệ sinh như thế nào thì kể cả thanh rác và bác sĩ phước ở đây cũng không có cái chuyên môn rành lắm thì xin phép kết nối mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng với kỹ sư Nguyễn Thanh Hải để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về quy trình chúng ta sử dụng máy lọc không khí như thế nào, vệ sinh ra sao và chúng ta có thể sử dụng trên ứng dụng điện thoại như thế nào. Thì ngay bây giờ mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng với kỹ sư Nguyễn Thanh Hải. À. Xin được kết nối đến kỹ sư Nguyễn Thanh Hải. Xin cảm ơn MC. Chúng ta tiếp tục đến với một sản phẩm có tên gọi là dòng Double hay nói khác dòng 2 tầng của LG. Và đây là một sản phẩm phải nói là kỳ cực kỳ, kỳ thành công của LG với thiết kế cực kỳ ấn tượng và với những cái tính năng trên sản phẩm mang lại cho sản phẩm dòng double mới này uh, cho chúng ta được cái không gian được căn phòng được đề co đẹp hơn. Ngoài ra thì với cái thiết kế chúng ta sẽ có thiết kế hai tầng, một tầng phía dưới và một tầng phía trên và với sản phẩm này đây là sản phẩm có diện tích lọc lớn nhất của LG lên tới là 104 m 2 Cùng với đó chúng ta sẽ có hai tầng, tầng trên và tầng dưới với tầng dưới nó sẽ loại bỏ những cái bụi mịn cực kỳ uh, tốt nhờ cái việc mà không khí sẽ được hút toàn bộ ở vị trí 360 độ khắp mọi nơi. Vị trí thứ hai thì nó cũng sẽ lọc được cái không gian chúng ta những cái không khí bụi bẩn chúng ta và tất cả được kết nối với nhau cùng với đó nó sẽ có thêm một cái đây sẽ gọi là cái clean booster hay khác thì chúng ta sẽ có một cánh quạt sẽ thổi gió có thể thổi xa được lên tới là 9 mét lên tới 9 mét và với luồng gió chúng ta thổi ra rất là mạnh mẽ giúp cho chúng ta có thể là làm sạch căn phòng một cách nhanh chóng và dễ chịu hơn. Với chiếc sản phẩm này thì chúng ta cũng sẽ có một số cái nút bấm ở trên uh, máy thiết bị. Các bạn hãy thấy đó chính là chúng ta sẽ có các nút bấm khác nhau liên quan tới các cái chế độ khác nhau. Và chúng ta sẽ có thể sử dụng để bật các chế độ khác nhau và chúng ta có thể bật chế độ booster để chúng ta điều khiển được cái luồng gió mạnh hay yếu chúng ta muốn chỉnh tốc độ mạnh thì chúng ta để cái tốc độ cao còn chúng ta muốn chỉnh uh, tốc độ thấp để chúng ta dễ dàng đi ngủ hơn thì các bạn để chế độ thấp. Và các bạn muốn sản phẩm này nó được uh, quay trái quay phải thì với sản phẩm dòng uh, double hai tầng mới của LG chúng ta có thể là quay trái được 70 độ và quay phải được 70 độ tổng sẽ là 140 độ chỉ cần giữ chặt nút mode trong vòng 3 giây. Máy sẽ tự động quay trái và quay phải. Ngoài ra thì với sản phẩm dòng 2 tầng của LG, các bạn cũng sẽ có các chế độ rất chăm sóc cho gia đình chúng ta, không chỉ cho con người mà nó sẽ còn chăm sóc cho cả thú cưng trong gia đình. Với cái việc đầu tiên, các bạn sẽ có một tính năng có tên gọi là Pet Mode. Khi bật chế độ Pet Mode này lên thì những lông thú và mùi thú cưng nó sẽ được loại bỏ một cách triệt để, giúp cho chúng ta có thể là sử dụng một cái thiết bị trong nhà an toàn cho trẻ nhỏ và nó có thể giúp cho chúng ta loại bỏ những cái mùi liên quan thú cưng một cách toàn diện hơn. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng các tính năng kèm theo dụ như tính năng ERGK. Các bạn sử dụng tính năng ERGK này thì khi bật nó lên thì máy sẽ đồng thời bật cùng lúc hai cái tính năng rất quan trọng của dòng máy lọc không khí của LG, đó chính là chúng ta sẽ mở lực đầu tiên, đó chính là gì ạ? Tính năng UV Nano thứ hai sẽ mở cùng lúc tính năng là ion laser để cùng nhau loại bỏ đi những cái chất gây dị ứng trong phòng ví dụ như mùi phấn hoa hay những cái mùi liên quan đến chó mèo thì loại bỏ cái mùi rất là dễ chịu và một cách toàn diện ngoài ra thì chúng ta cũng có các chế độ như chế độ hẹn giờ đi ngủ và chúng ta cũng có thể bật sản phẩm này để chúng ta điều khiển từ xa những tính năng LG ThinQ và một điểm nữa, sản phẩm dòng 2 tầng của LG thì cho mang cái thiết kế, thiết kế là hai tầng và chúng ta cũng sẽ có một điểm đó chính là những cái màng lọc được thiết kế dạng thẳng và chúng ta thấy rất là dễ chịu cho người tiêu dùng cũng như là để cho người tiêu dùng có được cái sự nhận diện dễ dàng hơn với sản phẩm của LG. Và với sản phẩm dòng 2 tầng thì nó có thể giúp cho bạn loại bỏ những cái bụi mịn có kích thước là PM0.01 và một lần nữa thì Hải muốn chia sẻ với các bạn kỹ hơn về những cái màng lọc đặc biệt của LG này. Tại sao đây có thể khả năng lọc loại bỏ là của chế độ thú cưng, chế độ pet mode và loại bỏ được cái mùi thú cưng tốt hơn. Thì ở đây Hải sẽ cho các bạn cùng xem các cái chế độ đó. Đây là màng lọc của sản phẩm dòng Double của LG. Và nó cũng sẽ gồm 3 lớp, đó chính là màng lọc thô. Các bạn thấy bóc ra đúng không? Màng lọc thứ hai chúng ta có màng lọc HEPA để các bạn có thể sử dụng để mà tiêu diệt cái bụi mịn kích thước là PM 0.01 và màng lọc thứ ba mà lọc than hoạt tính với ba lớp màng lọc này thì LG có thể đảm bảo cho khách hàng với sức khỏe bởi vì sản phẩm này với màng lọc của LG có thể loại bỏ được bụi mịn kích thước là PM 0.01 lên tới 99,999% ngoài ra thì với màng lọc bên trong là màng lọc màng lọc than hoạt tính thì các bạn có thể sử dụng màn lọc này để loại bỏ cái mùi khó chịu trong phòng. Ví dụ như mình vừa nói là mùi của chó mèo hay mùi của lông thú hay mùi của khói bếp hay là mùi bất kể cái mùi gì sinh ra từ trong nhà chúng ta. Mùi từ cái căn nhà kín thì tất cả đều loại bỏ lọc qua cái mùi này. Và một điểm rất đặc biệt với màn lọc duy nhất sản phẩm của dòng 2 tầng của LG đó chính là các bạn để sử dụng màn lọc này sử dụng tái thường xuyên bằng cách là vệ sinh nó một tháng một lần. Cái thứ hai các bạn có thể sử dụng cái màng lọc này chúng ta để phơi ra ngoài nắng thì chúng ta thông thường tầm hai tháng các bạn phơi khoảng tầm 3 tiếng thì những cái mùi nó bám vào trong cái mang lọc này, nó sẽ bị tiêu diệt đi và nó sẽ làm cho cái mang lọc chúng ta sẽ sạch sẽ hơn rất là nhiều, à, nó sẽ loại bỏ những cái mùi khó chịu mà chúng ta hay gặp phải một số những cái uh, dòng máy lọc không khí thông thường, đó chính là khi chúng ta bật lại máy lọc không khí thì cái mùi rất là khó chịu, thì sản phẩm này sẽ giúp cho chúng ta loại bỏ những cái mùi khó chịu đó. Chúng ta có thể sử dụng ứng dụng LG ThinQ để có thể mở hay là tắt từ xa. Ví dụ chúng ta đang không sử dụng nữa, chúng ta có thể tắt trực tiếp ngay trên máy, máy sẽ quay về trạng thái ban đầu và sẽ tắt màn hình đi và chúng ta có thể mở lên để có thể tiếp tục sử dụng những cái tính năng quan trọng trên sản phẩm này và trên cái ứng dụng ThinQ các bạn có thể sử dụng các tính năng đặc biệt trên này chúng ta để bật tắt các tính năng khác nhau à, tính năng thông minh hay là chúng ta có thể là mở các chế độ như là chế độ chúng ta muốn xoay trái xoay phải thì chỉ cần bật tắt ở trên ứng dụng cùng với đó thì nó sẽ có hai chế độ rất đặc biệt đó chính là chế độ thú cưng là chế độ pet mode các bạn chỉ cần ấn vào đây thì máy ngay lập tức sẽ vận hành một tốc độ rất là lớn để giúp cho chúng ta loại bỏ cái mùi thú cưng và những cái lông tủ cưng một cách tốt hơn. Ngoài ra chúng ta có thể bật các chế độ là chống dị ứng, thì à, hoặc là tắt chế độ này đi, chúng ta để bật chế độ chống dị ứng lên để giúp cho là nó sẽ loại bỏ những cái mùi liên quan tới như phấn hoa, chất gây dị ứng trong căn phòng. hoặc là chúng ta có thể sử dụng để hẹn giờ, chúng ta muốn là bật 2 giờ, 4 giờ hoặc 18 giờ sau chúng ta máy sẽ tắt và chúng ta sẽ đi ngủ thì chúng ta đều có thể hẹn giờ và bật tắt trên này một cách dễ dàng trực quan cùng với đó thì chúng ta có kiểm tra máy rất là dễ dàng với hai khả năng chúng ta sẽ kiểm tra được màu lọc phía trên màu lọc phía dưới là bao giờ mình sẽ cần phải thay đó nó sẽ có cho bạn theo thời gian thực tế ở đây và chúng ta thể xem được các cái lịch sử bụi bị trong phòng như thế nào cùng với đó các bạn có thể sử dụng để kiểm tra được các lỗi liên quan tới máy lọc không khí ví dụ như, ví dụ như là máy lọc không khí nó bị ồn quá hay là bị những cái vấn đề liên quan tới động cơ quản nó yếu quá các bạn có thể kiểm tra trực tiếp trên ứng dụng ThinQ để chúng ta phát hiện ra những cái lỗi liên quan tới máy một cách dễ dàng hơn. Rồi chúng ta sẽ sử dụng nó để có thể bật các chế độ khác nhau như là chế độ hẹn giờ ngủ hay là ánh sáng để để cho chúng ta để dễ dàng đi ngủ hơn. À, cùng với đó thì trên mặt hiển thị của sản phẩm cũng sẽ có thể hiện ra các bốn cái màu sắc khác nhau liên quan tới chất lượng không khí trong phòng, bao gồm là màu xanh, màu vàng, màu cam, màu đỏ thì bốn màu này nó sẽ thể hiện trực quan cái không gian căn phòng của bạn đang sống đang sạch sẽ hay không cùng với đó là nó sẽ thể hiện những cái mùi ô nhiễm trong phòng có hay không nếu như có thì máy sẽ tự động bật các tính năng lên để giúp cho chúng ta một cách hoạt động dễ dàng và tốt hơn và đó là trên ứng dụng LG ThinQ của LG một cái điểm nữa đó chính là về tính năng LG ThinQ Uh, LG, LG ThinQ trên sản phẩm Double chúng ta có thể sử dụng để có thể là bật tắt từ xa hay là mình có thể là bật cắt chế độ chức năng trên này mà không cần chúng ta phải sử dụng trên cái điều khiển hay là chúng ta sử dụng trên cái bàn phím bấm nữa mà các bạn chỉ cần là sử dụng tính năng LG ThinQ ngay lập tức những cái cái công nghệ những cái chức năng của máy sẽ được các bạn điều khiển dễ dàng qua điện thoại. Ngoài ra thì tính năng ThinQ rất là quan trọng cho khách hàng đặc biệt là một số người hay quên tắt máy là không khí hoặc là chúng ta có thói quen chúng ta thường xuyên là chúng ta cần phải mở trước khi về nhà chẳng hạn. Thì với tính năng ThinQ các bạn có thể sử dụng cái ứng dụng điện thoại trên điện thoại chúng ta và chúng ta có thể là bật tắt từ xa với các cái dòng sản phẩm máy lọc không khí. Ngoài ra các bạn có thể kiểm tra dễ dàng những cái tính năng liên quan tới là à, ví dụ như các bạn có thể kiểm tra tính năng liên quan tới màu lọc chúng ta bao giờ cần phải thay thế vệ sinh hoặc tẩy rửa hoặc chúng ta có thể kiểm tra được là máy chúng ta nó có vấn đề gì hay không liên quan tới motor hay là động cơ, quạt hay động cơ của máy hay không. Thì những cái tính năng này thì đều được trực quan thể hiện qua tính năng LG ThinQ và đối với sản phẩm dòng uh, Double của LG đây là niềm tự hào của LG với cái thiết kế ấn tượng cũng như thiết kế đặc biệt và đang hiện tại đang được uh, uh, khách hàng lựa chọn rất là nhiều niềm tin tưởng của khách hàng với sản phẩm của LG hy vọng rằng với cái phần giới thiệu của Hải về sản phẩm dòng Double sẽ mang lại cho các bạn một cái khái niệm mới những cái công nghệ mới các bạn có thể hiểu được hơn về LG và những cái uh, niềm tự hào LG muốn mang lại cho người tiêu dùng. Và một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Everybody loves you like everybody loves you. Và Thanh Đáp cũng xin trân trọng cảm ơn phần thông tin chia sẻ vừa rồi của kỹ sư Nguyễn Thanh Hải ạ. À, và kính thưa tất cả quý vị, khán giả thân mến cùng với sự phát triển của thời đại, ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng. bên cạnh nỗ lực chung của toàn cầu, thì chúng ta cũng cần có giải pháp để bảo vệ bản thân và gia đình của mình từ các hoạt động thường ngày. và máy lọc không khí được xem là một người bạn đồng hành cần phải có trong mỗi gia đình của chúng ta thưa quý vị. và trong đó thì máy lọc không khí LG được hàng triệu người dùng tin tưởng. nếu như bạn vẫn còn đang phân vân và chưa hiểu rõ về tính năng của máy lọc không khí LG, có thể mang đến cho bạn những cái trải nghiệm như thế. Này nào thì Thanh Rắp mời quý vị có thể đến không gian trải nghiệm của Another Sài Gòn, tọa lạc tại số 96 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Giờ mở cửa bắt đầu từ 12 giờ đến 21 giờ các ngày trong tuần và từ 10 giờ đến 22 giờ các ngày cuối tuần và đây là cái khu tổ hợp gồm có năm tầng trưng bày tập trung tất cả các sản phẩm mới nhất của lg và chúng ta sẽ được tương tác thực với công nghệ thiết bị hiện đại ngay tại Anadol sài gòn thưa quý vị và số phát sóng ngày hôm nay trong series sống xanh sống khỏe do cổng thông tin tư vấn sức khỏe alo bác sĩ thực hiện với sự đồng hành của máy lọc không khí lg hôm nay cũng xin được khép lại tại đây một lần nữa thay mặt cho những người thực hiện chương trình và tất cả quý vị khán thính giả xin trân trọng cảm ơn những thông tin chia sẻ của thầy thuốc ưu tú bác sĩ truy cô hai nguyễn vinh phước trong số phát sóng ngày hôm nay ạ. À cảm ơn em xin thanh đáp cảm ơn quý vị dạ và thanh đáp của xin trân trọng cảm ơn tập đoàn LG Việt Nam đã đồng hành cùng với chúng tôi trong số phát sóng ngày hôm nay và lời cảm ơn cuối cùng trân trọng nhất xin gửi đến tất cả quý vị cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng lần sau